Mát xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Trong chuyên mục học nhân tuần này, mình lại tiếp tục quay trở lại với phần chứng minh bất đẳng thức, một kiến thức nằm trong chương trình học lớp 9 và trong các đề thi học sinh giỏi của chương trình lớp 9 lớp 10. Bài toán hôm nay mà mình nhận được từ học trò của mình là một bài toán liên quan đến một phần bất đẳng thức tương đối là chặt và cái cách chứng minh thông qua việc sử dụng bất đẳng thức Chebyshev. Nào trước khi đi vào nội dung chính của bài toán ngày hôm nay thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời nếu là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Bài toán có nội dung như sau. Cho các số thực dương ABC chứng minh rằng 1 trên cho căn của A bình cộng BC cộng cho 1 trên cho căn của B bình cộng CA cộng cho 1 trên cho căn của C bình cộng AB nhỏ bằng căn 2 tất cả nhân cho 1 trên BC cộng 1 trên CA cộng 1 trên AB. Mình đánh dấu đẳng thức này là đẳng thức sao? Và như đầu video mà mình đã nói, để giải quyết bài toán này, chúng ta sẽ phải sử dụng cái bất đẳng thức trung gian là bất đẳng thức Chebyshev. Cái bất đẳng thức được phát biểu như sau. Cho các số thực A1, A2, A3, B1, B2, B3 thỏa A1 nhỏ bằng A2 nhỏ bằng A3 và B1 lớn bằng B2 lớn bằng B3. Khi đó chúng ta sẽ có cái bất đẳng thức như sau. A1 B1 cộng A2 B2 cộng A3 B3 sẽ luôn luôn nhỏ bằng 1 phần 3 của A1 cộng A2 cộng A3. Tất cả nhân cho B1 cộng B2 cộng B3. Cái bất đẳng thức Chebyshev này các bạn có thể tham khảo trên mạng bằng công cụ tìm kiếm nhé. Và trong một số video thì mình cũng đã giới thiệu về cái bất đẳng thức Chebyshev này rồi. Nếu các bạn mà muốn biết thông tin thêm thì nhấp vào đường link mình có để ở bên dưới video này đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải. Đầu tiên thì từ bất đẳng thức sau các bạn để ý với bên phải, chúng ta sẽ nhân với căn 2 vô cho lần lượt từng biểu thức ở trong dấu ngoặc. Sau đó các bạn sẽ lấy với bên phải và ném qua vế bên trái. Đồng thời mình sẽ nhóm từng cặp đó là một trên cho căn A bình cộng BC sẽ nhóm với trừ căn 2 trên cho B cộng C. Và cứ tương tự như vậy. Khi đó bất đẳng thức sau của mình sẽ tương đương. Đó là một trên cho căn A bình cộng BC trừ cho căn 2 trên B cộng C. Cộng cho một trên cho căn của B bình cộng CA trừ cho căn 2 trên cho C cộng A. Cộng cho một trên cho căn của C bình cộng AB trừ cho căn 2 trên cho A cộng B. Bén bằng 0. Như vậy thay vì chúng ta chứng minh bất đẳng thức sao thì bây giờ mình sẽ chứng minh cái bất đẳng thức mới này. Đến đây thì cái vế bên trái chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm và mình sẽ đi xét từng nhóm một. Ở cái nhóm đầu tiên đó là một trên cho căn A bình cộng BC trừ cho căn 2 trên cho B cộng C. Mình sẽ quy đồng lên. Ta sẽ tương đương được là B cộng C trừ cho căn 2 nhân cho căn của A bình cộng BC. Tất cả trên cho B cộng C nhân cho căn của A bình phương cộng BC. Tiếp đến các bạn coi B cộng C như là X lớn và trừ căn 2 nhân cho căn của A bình cộng BC như là Y lớn. Thì chúng ta sẽ có là X trừ Y. Và ở đây mình sẽ nhân một lượng liên hợp đó là X cộng Y. Mục đích của mình nhân liên hợp để chúng ta có thể là triệt tiêu được cái căn ở tử. Như vậy khi chúng ta nhân một lượng liên hợp là X cộng Y có nghĩa là chúng ta sẽ nhân cả tử cả mẫu cho một cái lượng đó là B cộng C cộng cho căn 2 nhân cho căn của A bình cộng BC thì khi đó chúng ta sẽ có cái tử số chính là b cộng c tất cả bình phương trừ cho 2 nhân cho a bình cộng bc còn cái mẫu của chúng ta sẽ bằng là b cộng c nhân cho căn của a bình cộng cho bc và nhân cho cái lượng liên hợp là b cộng c cộng cho căn 2 nhân cho căn của a bình cộng bc lúc này chúng ta sẽ rút gọn ở tử cái mẫu thì mình vẫn giữ nguyên cái tử của mình sẽ bằng là b bình cộng cho c bình trừ cho 2a bình và ở đây thì mình sẽ tách làm hai cái biểu thức. Biểu thức thứ nhất là biểu thức A1, chính là biểu thức B bình cộng cho C bình trừ cho 2A bình. Và biểu thức thứ hai là biểu thức B1, chính là bằng là 1 trên cho B cộng C nhân cho căn của A bình cộng BC. Tất cả nhân cho B cộng C cộng cho căn 2 căn của A bình cộng BC. Như vậy cái nhóm đầu tiên nó sẽ chính là bằng A1 nhân cho B1. Mình nói lại lần nữa nhá. A1 của mình chính là B bình cộng C bình trừ cho 2A bình. Còn B1 của mình chính là bằng là 1 trên cho cái mẫu số đấy. Và chúng ta sẽ biến đổi tương tự đối với nhóm thứ hai và nhóm thứ ba. Các bạn sẽ có được cái biểu thức như trên video các bạn thấy. Và các bạn cũng đặt biểu thức A2 chính là C bình cộng A bình trừ cho 2B bình. Biểu thức B2 chính là bằng 1 trên cho cái mẫu số là C cộng A nhân cho căn của B bình cộng cho CA tất cả nhân cho C cộng A cộng cho căn 2 nhân cho căn của B bình cộng cho CA. Và chúng ta sẽ đặt cái biểu thức A3 là A bình cộng B bình trừ cho 2C bình. Và biểu thức B3 chính là bằng 1 trên cho cái mẫu số là A cộng B nhân cho căn của C bình cộng AB. Tất cả nhân cho A cộng B cộng cho căn 2 nhân cho căn của C bình cộng cho AB. Và như vậy cái vế trái của mình sẽ đưa được về A1 nhân B1 cộng A2 nhân B2 cộng A3 nhân B3 các bạn có thể lấy nháp ra và ghi lại những cái biểu thức A1, A2, A3 và B1, B2, B3 nhé. Đến đây thì không mất tính tổng quát, mình sẽ giả sử như là a nhỏ bằng b nhỏ bằng c. Thì khi đó chúng ta sẽ có những cái bất đẳng thức như sau. Đó là B bình cộng C bình trừ cho 2A bình sẽ luôn luôn lớn bằng là C bình cộng A bình trừ cho 2B bình và lớn bằng là A bình cộng B bình trừ cho 2C bình. Mình đánh dấu cái đẳng thức này đẳng thức 1. Bất đẳng thức hai đó là B cộng C cộng cho căn 2 nhân cho căn của A bình cộng BC thì lớn bằng là C cộng A cộng cho căn 2 nhân căn của B bình cộng CA và lớn bằng là A cộng B nhân căn 2 nhân căn của C bình cộng cho AB. Mình đánh dấu cái bất đẳng thức này là bất đẳng thức số 2. Và chúng ta có cái bất đẳng thức cuối cùng đó là B cộng C nhân cho căn của A bình cộng BC lớn bằng là C cộng A nhân căn của B bình cộng CA và lớn bằng là A cộng B nhân cho căn của c bình cộng ab. Cái phần chứng minh 1 2 3 này thì lát nữa mình hướng dẫn nhé, cho các bạn tự chứng minh. Còn nếu như bạn nào chưa chứng minh được thì các bạn hãy comment bên dưới. Nếu mà đủ nhiều thì mình sẽ làm một cái video để chứng minh riêng cho các bạn. Rồi bây giờ thì mình tiếp tục với bài toán. Thì các bạn để ý với bất đẳng thức số 1 thì các bạn sẽ thấy được ngay đó chính là b bình cộng c bình trừ 2a bình thì chính là a1 rồi. C bình cộng a bình trừ 2b bình thì chính là a2 và a bình cộng b bình trừ cho 2c bình thì chính là a3. Như vậy ta sẽ có được cái đẳng thức đó là a1 lớn bằng a2 và lớn bằng a3. Còn bất đẳng thức 2 và bất đẳng thức 3 thì các bạn để ý là khi mà mình nhân các vế của bất đẳng thức 2 và bất đẳng thức 3 lại với nhau thì nó chính là mẫu số của cái vế bên trái mà các bạn nhìn thấy ở trên video. Và sau khi nhân các vế của bất đẳng thức 2 và bất đẳng thức 3 lại với nhau, đồng thời nghịch đảo lại thì chúng ta sẽ có được ngay đó chính là những cái giá trị của b1, b2, b3. Và khi nghịch đảo lại thì dấu nó sẽ bị đổi chiều. Do vậy chúng ta sẽ có được cái bất đẳng thức đó là B1 nhỏ bằng B2 và nhỏ bằng B3. Các bạn có thể lấy giấy nháp và tự nhân lại mà xem nhé. Rồi một điều nữa là các bạn cần để ý đó là A1 cộng A2 cộng A3 thì nó chính là bằng 0. Đây chính là cái quan trọng để giải quyết cái bài toán này. Như vậy thì chúng ta áp dụng bất đẳng thức Chebyshev thì vế trái của mình chính là A1B1 A2B2 A3B3 và nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là 1/3 của A1 cộng A2 cộng A3 tất cả nhân cho B1 cộng B2 cộng B3. Mà A1 cộng A2 cộng A3 thì bằng 0 rồi. Do vậy thì cái bất đẳng thức này nó sẽ luôn luôn nhỏ bằng 0. Và chúng ta đã chứng minh xong cái bất đẳng thức này. Đấy thì cái bất đẳng thức này mình nghĩ là nếu mà làm tự luận nó sẽ khá dài. Bởi vì các bạn thấy là ở trong cái phần này mình còn chưa chứng minh cho các bạn ba cái bất đẳng thức 1, 2, 3. Mà mình chỉ mới ghi cái đánh giá là thôi. Còn nhiệm vụ chứng minh ba cái bất đẳng thức 1, 2, 3 này mình sẽ nhường lại cho các bạn nhé. Mình sẽ gợi ý cái chứng minh ba cái bất đẳng thức này. Đầu tiên thì đối với bất đẳng thức 1 thì các bạn chỉ cần chứng minh cái cụm đầu tiên đó là B bình cộng C bình trừ 2A bình lớn bằng C bình cộng A bình trừ 2B bình. Các bạn chỉ cần chứng minh một cái này thôi, còn cái sau thì cũng tương tự. Thì để chứng minh cái này thì các bạn cứ vứt hết tất cả cái vế phải là C bình cộng A bình trừ 2B bình các bạn vứt qua vế bên trái. Và các bạn chứng minh nó lớn bằng 0 thôi. Đấy tương tự bất đẳng thức 2 và bất đẳng thức 3 cũng vậy. Thì tuy nhiên bất đẳng thức 1 và bất đẳng thức 2 thì rất là dễ chứng minh. Còn đối với bất đẳng thức 3 thì nó sẽ khó hơn. Và cái gợi ý ở đây đó là các bạn cũng phải sử dụng cái phương pháp nhân liên hợp để từ đó các bạn có thể là làm mất cái biểu thức căn và chúng ta sẽ làm bài toán trở nên dễ dàng hơn. Trong quá trình mình giảng bài toán thì nếu bạn vẫn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này ở đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời nếu đây là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Youmart TV. Mến chào và chúc các bạn người học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.